Chào các bạn, đến với video của America Entertainment. Ôi, ôi chết tồi, áo hôm nay bẩn. Các bạn thông cảm. Hôm nay áo hơi bẩn, lâu lắm chưa mua bộ quần áo nào. Thì uh, tiếp tục với video hướng dẫn sử dụng Cubase của chúng ta thì uh, ở những video trước, trước chúng ta đã học qua, tức là tìm hiểu qua những cái công cụ xử lý hay những bộ xử lý hay có bộ effect để xử lý âm thanh của chúng ta, đúng không ạ? Thì chắc chắn một điều đó chúng là chúng ta cũng sẽ có những cái bộ xử lý uh, những cái effect dành cho file MIDI của chúng ta hay gọi là file instrument của chúng ta và việc xử lý âm thanh hay gọi là xử lý audio nó hoàn toàn khác so với xử lý midi để giải thích cái phần intro này nó sẽ hơi khó vì thế là chúng ta vào bài thì chúng ta sẽ dễ hơn nhưng mà chắc chắn là sẽ giống như bài trước đó chính là các bạn thấy rằng nếu mà chúng ta đi vào sâu một cái plugin sâu một bộ xử lý về audio các bạn thấy rằng là trong mỗi bộ xử lý các bạn sẽ thấy có rất nhiều các cái chức năng khác nhau và để đi sâu vào thật sự là rất khó khăn bởi vậy là trong video này cũng như thế mình sẽ đưa cho các bạn một cái nhìn tổng thể về các nhóm bộ xử lý hay là các kiểu bộ xử lý để nó có tác dụng như thế nào và uh, tốt nhất là để tìm hiểu kỹ thì các bạn hãy mò uh, từng cái một tại sao mình không đưa các bạn ngay vào một bộ công cụ xử lý tại vì nếu các bạn đưa ngay vào bộ xử lý các bạn sẽ rất khó có thể nắm bắt được câu chuyện chúng ta diễn ra và những câu chuyện đấy thường thường nó sẽ diễn ra ở phần sau 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 nữa và đặc biệt đối với phần uh, liên quan đến audio liên quan đến mixing rồi uh, liên quan đến mastering hay là thu âm âm nhạc dùng các bộ xử lý thì nó là một câu chuyện cực kỳ khó và đấy là một cái bộ môn riêng mà các bạn cần phải học riêng, nó không liên quan đến việc chúng ta sử dụng phần mềm Cubase. Uh, vậy thì ở trong video này chúng ta sẽ đến với phần uh, MIDI đó. Đó là một số các lời nhắc nhở của mình khi các bạn uh, tiến tới bộ video này, bởi lẽ là để uh, làm kỹ càng hơn hay tất cả mọi thứ hơn thì nó rất là khó để các bạn uh, vào và đặc biệt là đối với những bạn mới để để thực chiến được cái câu chuyện đó thì đòi hỏi các bạn phải có nhiều cái kỹ năng hơn hay là nhiều cái um, tư duy hơn hay là kiến thức hơn để các bạn có thể làm được điều đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào video này luôn. Và tiếp tục với cái lần trước là chúng ta đã tạo một cái dự án trước rồi và bây giờ mình uh, chúng ta chơi trên cái dự án này thôi. Rồi OK uh, bây giờ là gì nhỉ? rồi để chúng ta tiếp tục ở đây thì có thể là mình automation một chút à, chúng ta cứ vừa làm vừa thực hành một chút để cho có thể chúng ta sẽ nhớ nhiều thứ hơn đây automation một chút này cái phần automation này thì mình sẽ nói ở những cái video liên quan đến mixing thì nó sẽ tốt hơn chắc chắn mình sẽ làm một cái series mixing đơn giản với cái bản nhạc này để chúng ta có thể là lắm được cái uh, khái niệm về mixing chứ còn nói về cái chuẩn độ mixing thì học các bạn chắc cũng khá lâu đó, đó thì bây giờ là như chúng ta sẽ làm như nào để làm. việc uh, như chúng ta biết ở video trước đó chính là xử lý một file audio uh, ví dụ chúng ta một file audio chúng ta vào phần insert ở đây và chúng ta sử dụng các công cụ xử lý này và mình đã chia cho các bạn các nhóm công cụ cũng như là khái niệm chung về các nhóm công cụ đó cũng như là cái định tuyến các nhóm công cụ để các bạn hiểu đúng không vậy thì midi thì nó khác điều gì như ở video trước chúng ta biết là audio thì chúng ta tác động vào file audio của chúng ta và hoặc là thêm các hiệu ứng vào audio của chúng ta nhưng mà trong file midi thì khác MIDI nó sẽ tác động lên phần MIDI và chúng ta sẽ tìm trong nó trong phần MIDI insert. Một chút khái niệm để các bạn có thể hình dung ra được đó chính là các bạn hãy tưởng tượng rằng là uh, khi chúng ta chơi live loop đặc biệt là những bạn chơi live chơi loop mà có những cái máy uh, âm nhạc ở bên ngoài, các bạn ấy sẽ uh, có một cái laptop đúng không ạ? Đầu tiên bình thường các bạn sẽ không hiểu tại sao người ta lại sử dụng một cái laptop hoặc là các bạn sẽ không hiểu người ta tại sao người ta lại phải dùng một cái uh, uh, MacBook mà bật phần mềm lên để làm gì mà thấy chỉ play thôi, không khó chơi một nốt nhạc đấy, chỉ play không này thôi, không có nốt nhạc hết. Mục đích là họ sẽ tạo ra những trách nhạc với các instrument, nhưng mà họ không dùng các instrument ở trong máy tính, bởi lại họ biết là trong instrument trong máy tính nó sẽ luôn luôn bị trễ và nó chỉ là một cái lơi họ dùng để họ lưu trữ midi và họ gửi tín hiệu midi đấy, hay gọi là các nốt nhạc của chúng ta gửi ra, ra cái máy sequencer à ra ngoài, ngoài phát tiếng gọi là phát tiếng gọi là phát âm thanh ở bên ngoài. Và nó phát âm thanh thôi. Tức là cái máy đấy nó sẽ nhận tín hiệu MIDI và nó phát âm thanh, nó cũng y hệt cái tính chất của cái instrument của chúng ta đây. Đó chính là đây là một dạng máy âm thanh đơn giản như, thế, như kiểu uh, như kiểu là synthesizer đây. Và MIDI đơn giản là gửi vào đây để nó phát tiếng. Thì họ sẽ sử dụng cái công cụ này như là công cụ trung gian. Nhưng mà không chỉ là một công cụ trung gian mà nó còn có thể là một công cụ sequencer. Sequencer là gì? Sequencer là một cái máy nó tạo ra một cái giai điệu, uh, lốt MIDI hay là công cụ điều khiển một lốt MIDI một cách uh, chủ động hơn và điều đó dẫn đến là 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 giả dụ như là bạn sẽ thấy là thỉnh thoảng khi bạn chơi ấy, nó có những cái lốt agigato như là mặc dù người chơi người ta không ấn cái gì cả nhưng nó tự động tạo ra cái tiếng theo vòng lặp người ta không ấn cái gì cả bởi vì họ đã gửi uh, tại vì cái tiếng cái máy sequencer đấy nó sẽ tạo ra cái vòng lặp đấy và từ vòng lặp midi đó họ sẽ gửi ra cái bên ngoài thì ở trong video này các hiệu ứng về midi insert đa phần đó chính là việc uh, thêm các bộ máy sequencer đó vào trong cái nhạc cụ ảo của chúng ta ví dụ ở đây bay hoặc là nhạc cụ ảo nào đó của chúng ta mà chúng ta muốn tạo ra cái hiệu ứng về sequencer kiểu vậy kiểu vậy các bạn hãy hình dung như thế nó hơi khó hình dung nhưng mà khi các bạn ứng dụng vào rồi các bạn sẽ thấy là vô cùng tuyệt vời và đấy cũng là lý do tại sao mà hầu như hầu như mình thấy rằng là ở việt nam thì um, học về phối nhạc đã là hiếm rồi đúng không ạ số người làm về phối nhạc yếm mà số người đi sâu vào nghề phối nhạc ví dụ như mình không khó mình không nói tại vì uh, bây giờ một chút các trải nghiệm của mình thôi một chút các trải đời của mình thôi tại vì kênh youtube của mình nó dài nó không chỉ đơn thuần là chia sẻ cho các bạn kiến thức mà mình còn chia sẻ cái sự trải đời của mình nữa là nó sẽ dài một chút và đấy là đặc điểm của kênh youtube của mình chứ mình không muốn là đưa cho các bạn một cái nội dung mà hầu như ai cũng kiểu làm cho bạn rồi sau đó bạn sẽ không hiểu vấn đề đấy tại sao người ta lại làm như vậy thì nó sẽ không giúp bạn tiến bộ được mình có thể làm được cái video 10 phút nhưng mình không thể làm điều đó bởi lẽ là video 10 phút bạn có thể học rất nhanh nhưng cuối cùng bạn không đi đến đâu cả đấy là mình có thể nói với các bạn như vậy vì thế là khi có một kiến thức tổng hợp với nhiều kiến thức khác bạn sẽ có một cái tầm nhìn rộng hơn và ứng dụng hơn thì mình có thể nói như này hầu như các bạn ở Việt Nam học về làm nhạc bằng máy tính thì thường thường đối với những người bạn trẻ đặc biệt là thế hệ 2K gen Z hoặc là những cái thế hệ mà khoảng tầm từ 15 đến 20 mươi mấy tuổi thì hầu như khi các bạn tiếp cận đến với cái phần mềm làm nhạc này thì các bạn đơn giản đó chính là bạn dùng sample, bạn dùng audio, bạn dùng những cái hợp âm đơ bạn cơ bản và họ ghép vào để họ làm nhạc. Thì đối với mình mà nói những cái kiểu làm nhạc như vậy là hoặc là bạn học những khóa làm nhạc như vậy nó chỉ ở dừng ở mức quai song thôi tức là bạn có một cái idea bạn phải phát triển thêm một idea đó và bạn tạo một bản nhạc còn đối với người hòa thanh phối khí thì các bạn biết rằng là đối với người hòa thanh phối khí họ học trong trường uh, lý sáng chỉ là rất là nhiều năm đúng không ạ sau khi học piano chán chê rồi học nhạc cụ chán chê họ học thêm một cái khóa cao cấp hơn để họ có thể là làm chỉ huy sáng tác hòa thanh phối khí đó thì cái đấy nó thiên về học thuật nó rất là nhiều cái đấy gọi là thiên về học thuật thì những người đó thường thường là rất là ít số lượng rất là ít nó không đông đảo và thứ hai vừa không vừa ít vừa không đông đảo lại còn uh, số lượng người sử dụng phần mềm qbay cũng rất là ít lại sau đó lại tiếp tục đó chính là số người hiểu sâu về phần mềm qbay lại càng ít hơn thế là là có rất nhiều cái công cụ mà trong qbay mà như mọi người biết có chính là Thôi khi mọi người xem video của mình chắc chắn một điều đó chính là rất nhiều người bảo wow hóa ra cứ bây nó có công cụ này à chắc chắn một điều đấy, mình chắc chắn một điều đấy vậy thì trong cái công cụ này là một công cụ tuyệt vời rất hay dành cho các bạn nào mà chơi nhạc sáng tác làm nhạc mà bạn muốn một thứ gì nó thay đổi một thứ nhiều một thứ thay đổi hơn có nhiều option hơn để chúng ta lựa chọn thay vì chúng ta lựa chọn một vài option thì trong video này chúng ta làm như vậy bây giờ Chúng ta sử dụng MIDI thì chúng ta cho vào insert tất nhiên nó chỉ tác động lên MIDI như chúng ta nói MIDI là gì? MIDI là những nốt nhạc và trong những nốt nhạc này chúng ta có những cái dữ liệu của nốt nhạc đó đúng không ạ? MIDI là file uh, file nốt nhạc có dữ liệu nhưng không có âm thanh, để phát âm thanh bắt buộc phải có các nhạc cụ ảo như thế này hoặc là các máy phát âm thanh ở bên ngoài đó nên là hầu như MIDI này nó giống như kiểu là sequencer vậy một cái máy phát tín hiệu thôi nhưng máy sequencer bên ngoài nó khác máy sequencer là nó sẽ tạo ra một vòng lặp nó tạo ra một cái chuỗi tín hiệu và bây giờ chúng ta sẽ vào đề này chúng ta sẽ hiểu ngay bây giờ giả dụ mình tạo một cái nhạc cụ ảo mở chuột phải chọn uh, instrument track và mình sẽ sử dụng một cái uh, retro -Woo. đây là một uh, dạng máy uh, máy synthesizer sau này các bạn học về nếu mà các bạn có nghiên cứu về synthesizer thì bạn sẽ biết đó chính là Synthesizer là một trong những máy tổng hợp. Nó dựa lên cái việc mà tổng hợp bằng bởi các cái oscillator, ok một hai ba bốn, và noise là những cái sóng âm thanh cơ bản mà chúng ta biết là âm thanh đó chính là sự kết hợp của nhiều sóng với các tần số khác nhau với cao độ khác nhau. Và video trước mình đã nói rồi đó. Đó. Thì um, và khi tổng hợp với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái ấy thì để hiểu được cái sao design này hầu như là những người học về sound design phải thật sự hiểu được âm thanh nó là cái gì và hầu như những cái đấy mình thấy ở Việt Nam cũng rất là hiếm người học được bởi lẽ là đa phần mọi người sẽ tìm hiểu là Ê, bây giờ ta vặn công cụ này là gì mà mọi người chưa từng chưa bao giờ nghĩ ra là công cụ này nó có sinh ra cái gì tức là đối với những người đã có kiến thức rồi họ sẽ tưởng tượng ra được là họ sẽ vặn cái này để có kết cục như nào còn đối với những người mới nó giống như kiểu là Ê, thấy những người khác vặn cái này thì ok, nó là cái thế thôi nó, nó không phải thuộc về bản chất Vì thế là để học một khóa Sound Design Ở bên nước ngoài nó cũng là một cái ngành riêng về Sound Design Để tạo preset để tạo uh, âm thanh Để tạo bộ Loop Simple, để tạo mẫu Để bán cho người khác Hoặc là khi các kỹ sư người ta mix xong Người ta sẽ có một bộ màu sao Design gọi là Sound Design Và hầu như những người mà sử dụng Seizure này Là những người Sound Design Đó, nó là một cái mảng, lại mảng Hoàn toàn khác, vì thế là đối với ngành âm nhạc mà nói thì để đi theo ngành âm nhạc chính thống uh, hay chuyên nghiệp như tầm thế giới thì các bạn cần phải phân nhánh ra các bạn sẽ thấy là trong các tệp profile của các cái nghệ sĩ họ sẽ có các những tệp như kiểu là uh, songwriter là đơn giản nhất đúng không ạ lyrics những người viết lyrics những người songwriter viết cấu trúc thì songwriter nó cũng đơn giản giống như kiểu là khi mình đang làm ở đây đó chính là songwriter với nhịp điệu tiết tấu cơ bản không có gì hết sau đó thì nó sẽ có một người gọi là producer sẽ hòa thanh phối khí rồi sau đó sẽ có một người về sound design họ sẽ lựa chọn âm thanh nào phù hợp với âm thanh đó cho bản nhạc của chúng ta có cảm xúc của nốt nhạc nó sẽ khác nhau khi người phối khí khác nhau nhưng mà người sound design thì âm thanh khác nhau sẽ có cảm xúc khác nhau sound design và sẽ có sau đó thì chúng ta sẽ đưa vào phòng thu hoặc là gì gì đấy rồi tiếp theo là thu âm sau đó mảng tiếp theo là mixing master mixing và master lấy bạn thấy là một cái chuỗi làm một bản nhạc của người ta có rất nhiều các khâu khác nhau kèm theo đó là những cái chuyên gia khác nhau chuyên về mảng đấy còn ở Việt Nam tất cả gộp là một Nên nó bị rỗng cái này thừa cái kia Rồi nó bị thiếu kiến thức là vì thế Nên là rất khó có thể là Đưa một cái kiến thức toàn diện vào tất cả Và hầu như những người thiên về cái này Thì họ lại kém về cái kia Nên là chúng ta ví dụ như bản thân mình cũng thế thôi Mình cũng kiểu là úa Mình cũng không phải là dân kiểu làm nhạc Giỏi hay là mình biết làm nhạc Nhưng mà nói thế này là nói về hòa thanh phối khí và thật mình rất là kém bảo nói về cái này mình nhưng mình mở được cái mặt khác đó chính là mình có thể đưa cho các bạn lượng kiến thức tổng hợp tốt là thì mình mới làm được kênh youtube kiểu lại như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục vào cái video này xin sơ bây giờ mình sẽ giả sử mình đánh một cái nốt nhạc trên keyboard của mình ở đây tất nhiên là mình không ghi uh, vẽ cái uh, mình không quay cái màn hình keyboard nhưng mà mình, các bạn hãy tưởng tượng mình ấn nút nhạc đây ở đây nốt hơi cao ok đây là một nốt bình thường của chúng ta vậy thì bây giờ đây là một cái máy synthesizer của chúng ta ok bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng đi vào luôn thì chúng ta sẽ hiểu hơn hiệu, hiệu ứng nó chúng ta chỉ có bốn rãnh thôi nó không quá nhiều rãnh cho các bạn xem đâu rồi chúng ta sẽ mở hiệu ứng bằng cách nào chúng ta sẽ mở chỗ, ấn vào đây và bạn thấy là low effect không hiệu ứng chúng ta có các hiệu ứng về ab uh, abrace, rồi audio lf beat rồi code code chúng ta sẽ đi dần vào từng nhóm chúng ta sẽ không đi sâu vào tất cả nhưng mà mình sẽ sâu cho các bạn là chúng có thể khả năng làm cái gì Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ABC và ABC5 FX thì uh, các bạn sẽ thấy rằng là hai công cụ này nó tương đồng giống nhau bạn cũng thấy này nó cũng có cái sóng lên xuống này rồi cũng có một số cái nhưng mà về cơ bản là ABC ab 5 là biên bản rút gọn đôi bản là, nó là bản cơ bản thôi còn cái ABC FX đó là phiên bản nó nhiều hơn nên nó có nhiều chức năng hơn nhiều tùy chỉnh hơn và nó có chức năng sequencer nhiều hơn nữa và chúng ta có thể lốt cái midi vào đây để làm một cái gì đó bây giờ chúng ta hãy thử với Abra C5 là một cái thứ rất đơn giản để các bạn có thể hình dung ra được vấn đề bạn hãy tưởng tượng là như này giả dụ như khi mình ấn một nốt nhạc duy nhất đúng không ạ nhưng bạn muốn là cái nốt nhạc đấy nó sẽ tạo thành một cái vòng lặp nào đó hoặc là mình ấn một tổ hợp hợp âm giữ nguyên tổ hợp hợp âm đó và tổ hợp âm đó sẽ phát ra tiếng là tú 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 theo cái hợp âm đó thì đó được gọi là gì ạ? abigato Abigato là một cái chuỗi lọc vòng lặp lại thì cái công cụ này có tác dụng như vậy giả dụ bây giờ mình tắt nó đi mình ấn một nốt nhạc như play lên bạn sẽ nghe thấy là tu 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 giả dụ bây giờ mình ấn ba nốt nhạc và bạn thấy rằng là cái phím bấn ở đây nó chuyển đây hay nói khác là đây là một dạng máy sequencer Nó sẽ tạo ra cái gọi là uh, hiệu ứng lên là gọi là MIDI effect bộ xử lý MIDI effect nó tạo ra hiệu ứng uh, thay vì chúng ta phải ấn quá nhiều nó sẽ tạo ra vòng lặp theo thứ tự tuần tự mà chúng ta mong muốn và có rất nhiều các thứ tự tuần tự mà các bạn có thể lựa chọn ở đây đó chính là play order tức là order là mua bán play kiểu chơi giả dụ mình ấn ba nốt hợp âm mình bắt đi và mình chọn play order khác nhau bạn sẽ thấy cái sự chuyển động khác nhau play lên chuyển sang khác gian đôm nhá gian đôm chạy lung tung và user lựa chọn cái user là lựa chọn là gì tức là chúng ta ấn ba nốt giả dụ nhé mình có hợp âm đô là đồ mi son chẳng hạn bình thường nếu chúng ta chạy nó sẽ tay ra đồ mi son đồ mi son đồ mi son nhưng cái user này nó có tác dụng là gì chúng ta thay đổi vị trí thứ tự nốt nhạc của chúng ta ví dụ là sò mi đô sò mi đô theo cái ý muốn của mình vậy cái, cái thứ tự đấy chúng ta có thể chọn ở đâu chúng ta có thể chọn ở đây ở đây chính là số số tức là số thứ tự theo ngón tay giả dụ như là mình đây là đô Đô rê mi fa son mình sẽ đô mi son chẳng hạn. Đô mi son ba nốt, bỏ mi son, đô mi son. Thì ờ uh, số thứ tự nó liên quan đến 1 2 3 1 2 3. Bây giờ mình chọn là 3 3 2, 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 0 1. Thì nó sẽ theo thứ tự nhé, nó sẽ không theo cái nốt nhạc. Sequencer là như vậy, theo thứ tự chứ không theo thốn nhạc. Nên ở đây nó là thứ tự chứ không phải nốt nhạc, thứ tự. Thứ tự nhé, Ví dụ ở đây là 1, đây là 3, đây là 3. Nên bạn sẽ thấy là lốt 3 sẽ lặp lại nhiều lần Mình sẽ ấn như thế Lốt 3 sẽ lặp lại nhiều lần hơn cái lốt khác Chúng ta sẽ lựa chọn đây Và bây giờ mình ấn 3 nốt nhạc của chúng ta Đó, bạn sẽ thấy có một nốt nhạc nó bị lặp lại thành 3 4 lần như mình đang vẽ ở đây đó xin cơ sơ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có step file, step size tức là kích thước uh, bước tức là tốc độ của cái vòng lặp đấy thường thường nó sẽ hợp với cái ba khuôn nhịp hay tempo của chúng ta nhé các bạn chú ý cái này là thường thường là tempo của chúng ta độ dài của nốt nó như thế nào độ dài ngắn hay dài thì nó trường độ nốt nhạc mà ngắn dài thì nó sẽ theo cảm xúc khác nhau rồi cây rank tức là số lượng nút bấm của chúng ta uh, được chơi trên cái này và midi thu khi bạn có một cái này rồi bạn không thích tiếng sao của cái retro này bạn thích một cái tiếng sao ở thiết bị bên ngoài của chúng uh, ta analog bên ngoài của chúng ta đó một cái máy phát âm thanh bên ngoài thì bạn có thể sử dụng chức năng midi thu để chúng ta gửi tín hiệu midi đó ra bên ngoài như mình nói là uh, rất nhiều người ví dụ như là sử dụng cái 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 laptop dùng cái uh, macbook để chỉ làm cái gọi là lơi dữ liệu data thôi chứ còn thực tế thì họ sẽ sử dụng một cái tiếng âm thanh bên ngoài để họ chơi live loop thì thế là âm thanh live loop nó hay hơn tất nhiên mà bạn phải hiểu rằng là những cái đồ a bên ngoài những đồ thiết bị hardware bên ngoài đồ cứng bên ngoài thì âm thanh chắc chắn một điều đó chính là hay hơn tất cả các phần mềm giả lập bên trong này vì thế là đừng bao giờ có cái suy nghĩ đó chính là phần mềm giả lập hay là tất cả những cái này có thể hay hơn uh, tốt hơn những cái thiết bị ngoài cũng giống như là máy tính không bao giờ đánh hay bằng người đánh được vì thế cái AB, uh, abrache có tác dụng như vậy đó bạn cần hiểu đó là sẽ có một lạng máy viangger và tương tự như thế cái fx này nó cũng dạng là một cái như thế nhưng mà bạn có thể nhìn nhiều chức năng hơn và tất nhiên mình không đi vào sâu vào chức năng này nhé bạn hãy cố gắng đọc pony pony những thuật ngữ như kiểu pony ở đánh một nốt hay là nhiều nốt kiểu loại. ở đây có cả drop midi nhé cái này hay ở chỗ là có drop midi tức là bạn thích một cái vòng nạp của một cái nhạc cụ nào đó bạn có thể lém vào đây để nó kiểu sắp xếp lại thứ tự thứ tự tức là cái này này thứ tự đó nên nó sẽ hơi hơi khó đối với rất nhiều người rồi cái này cũng có cái hay ở chỗ là nó có chức năng là record ở đây chức năng record là gì à, bình thường khi chúng ta thu âm hạn hãy chú ý là mình sẽ ném cái phần này lên trên đỉnh này nhé để các bạn hãy nhìn thấy rõ ràng và mình đổi màu nó thành màu xanh để các bạn nhìn Bây giờ mình sẽ thu âm cái này à, cái này là hơi trướng nhưng mà để đây cho đẹp rồi chúng ta sẽ thì anh thu âm nó sẽ tạo ra một lốt nhảy đúng không ạ một lốt nhảy nhưng nhưng bây giờ chúng ta là gì Uh, chúng ta ở đây mình đang đẩy chế độ là auto quan thai như ở video trước là auto quan thai là nó sẽ tự động thu âm và nó sẽ bắt điểm bạn thấy rằng nó sẽ tự động pick vào đây này do là mình uh, auto quan thai và mình bỏ cái này đi bây giờ mình bỏ cái auto quan thai tức là nó không quan thai nữa ở video trước midi chúng ta đã học cái này rồi nhá rồi bây giờ mình ấn thu âm này thì thì sao bây giờ chúng ta hãy xem phần thu âm của chúng ta đó nó khác điều kia đó chính là khi chúng ta thu âm xong nó sẽ chạy ra chuỗi tín hiệu và theo cái thứ tự mà chúng ta sắp xếp vừa lúc nãy bây giờ mình thay đổi thứ tự khác dụ như thế này chẳng hạn mình sẽ uh, thu âm nhưng mà mình sẽ tốc độ nhanh hơn một chút để cho nó cao siêu hoặc là mình ấn 3 bốn nốt thì điều này có nghĩa là gì khi chúng ta quản lý lớp midi này chúng ta hoàn toàn có thể khớp ba khuôn nhịp mà chúng ta không phải tạo cái tín hiệu nó mất thời gian như kiểu chúng ta ngồi vẽ từng lốt một thì đấy là một cái công cụ rất thông minh rồi chúng ta sẽ có một cái công cụ thứ hai tiếp theo đó chính là nó khác hai cái này đó chính là auto lfo auto lfo bạn hãy tưởng tượng là như thế này ừ, chúng ta có cái này đúng không ạ? bạn có cái này bạn đây là khái niệm LFO chứ nó không phải là cái này nhá. L... khái niệm là khái niệm đã, khái niệm LFO để các bạn hiểu. LFO là gì? Low frequency oscillator, low frequency tức là tần số thấp. Oscillator, sóng dao động tần số thấp. Người ta sẽ sự uh, như chúng ta biết là âm thanh nó là một cái điện áp và nó là sóng dao động. Và sóng dao động trong khoảng tầm từ 20 đến 20.000 kHz thì chúng ta nghe được âm thanh đúng không ạ? Nhảy lên nhảy xuống. Nhưng mà sóng dao động thấp tức là nó thấp hơn hẳn, thấp hơn 20 kHz tức là sóng rất là chậm. Và người ta sử dụng cái sóng điện áp chậm này, người ta làm công cụ điều khiển. Giả dụ, cái việc mà mình muốn là, ừ, mình muốn âm thanh phát ra, mình tắt cái này đi. Mình muốn âm thanh phát ra. Nó có tuần tự như thế, thay vì là chúng ta ngồi tạo automation. Giả dụ như chúng ta tạo automation như thế này, mở chuột phải lên, sau đó thì chọn cái automation volume. Sau đó thì chúng ta lại ngồi uh, đây, ví dụ như là tăng nhỏ lên rồi ngồi vẽ automation, giả dụ mình vẽ một cái sóng sin ở đây về automation như thế này chẳng hạn. Đó, đây là mình bật lên nhá, mình phải bật cái record này lên quên. Đây, để tạo ra cái âm thanh mà khi chúng ta play nó tạo thành một cái tuần hoàn. Đó, sóng dao động thì nó sẽ tuần hoàn theo theo chu kỳ mà. Nó dao động tuần hoàn, mình không thích điều đó. Mình không thích điều đó thì mình sẽ làm thế nào? mình sẽ sử dụng công cụ auto lfo để làm điều đó và tất nhiên trong công cụ lfo nó sẽ có cái gì ạ sóng dao động của mình là gì ờ, cái hình thái sóng dao động waveform ở đây nó sẽ ảnh hưởng đến cái uh, sóng sin thì nó sẽ kiểu lắc đều này đúng không nhưng mà sóng sóng mà tam giác thì nó sẽ như nào nó đến đây tụt xuống, xuống dừng lại một lúc lên đây dừng lại một lúc lên đây dừng lại một lúc sóng sin thì nó thế này, này đấy bạn hãy tưởng tượng cái tác động của nó như thế nên là cái lún vặn của chúng ta cũng thế lên rồi dừng lại một lúc lên rồi hay là vòng 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 này tùy thuộc vào cái hình thái sóng của chúng ta rồi quay len độ dài tức là tốc độ của sóng dao động của chúng ta rồi con chuột tẹp là điều khiển cái đó như thế nào cái này mình đi qua thôi thì công phần điều khiển này bạn sẽ thấy rằng là đa phần các điều khiển này nó thuộc về các cc hay gọi là con chuột trên hay con con trên của cái 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 âm thanh của chúng ta hay nói các con chuột trên của cái 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 midi con chuột trên của midi khác hoàn toàn so với con chuột trên ở trên này các bạn nhớ là khác hoàn toàn cái này là lún vặn còn cái này là thuộc về cái midi cái này là thuộc về các midi nên các bạn hãy học midi nhé ví dụ ở đây cũng có ban đúng không ạ nhưng cái ban này nó khác hoàn toàn với cái ban này nó pan của midi tức là dữ liệu midi thì để hiểu cái con chuột trên này các bạn hãy sẽ mở click vào đây uh, giả dụ như mình uh, vẽ một cái đường âm thanh hoặc là mình record đi mình bypass ở đây và mình ấn record r ở đây Rồi, sau khi mình record xong mình sẽ có thể là mình sẽ bo cái vùng mà mình cần này thôi để mình minh họa cho các bạn ở cái phần này. Và khi chúng ta pick đúp vào đây, bạn sẽ thấy ở phần dưới đây nó là một cái automation và mình pick vào đây nó có các CC đúng không ạ? CC pan. Mình quét đây. Nhưng mà cái này, CC pan nó chuyên về các node BD và chúng ta phải vẽ automation của cái CC đấy cái auto mission của cái CC đấy nó không liên quan đến auto mission của cái nhạc cụ này các bạn lên nhớ cái đấy lên nó khác nhau nhá lên nó đôi khi nào nó sẽ bị lỗi cũng giống như việc là khi các bạn sử dụng các cái muốn lúm vặn ở trên cái bàn Control console của bạn nó sẽ có muốn modulation cạnh nút pick pen ấy đó pick pen thì ok mình pick lên cái nó tự trả động về thì không làm gì đúng không ạ nhưng mà cái muốn modulation ở cái bàn điều khiển của chúng ta nó sẽ di chuyển lên xuống rồi cc 10 rồi bây giờ chúng ta là gì bây giờ mình sẽ bật cái này lên ở đây là pan link Mặc dù chúng ta không vẽ pan link cho cái MIDI đó Nhưng khi chúng ta bật lên Các bạn sẽ thấy là ở đây mình chọn là pan link Pan link Pan -ling. Bạn sẽ thấy Âm thanh của bạn Ở đây Control pan link Và bạn sẽ thấy là âm thanh của bạn nó sẽ có pan link từ bên trái bên phải Mặc dù ở đây mình không vẽ Đó Nên nó thay đổi cho bạn lên nó thay đổi cho bạn cái uh, Hình thức mình vẽ automation của cái panning của cái CG nhưng bạn khi bạn nhớ rằng là khi bắt đi bạn nên nhớ rằng nó chỉ ở một bên thôi và khi bạn xóa đi nó chỉ ở một bên thôi lý do lý do là gì do cái này nó sẽ giống như cái mốt well hay còn gọi là một cái cái cái, cái vặn, vặn núm ở trên cái ấy cái cái thông số của chúng ta khi chúng ta vặn lúm đó như ở đây giả dụ nhé bây giờ mình giả dụ như này giả dụ bạn đang vặn núm panning nó sang trái sang phải này chẳng hạn thì khi bạn uh, tắt nó đi thì nó lại ở cái vị trí này của chúng ta nó không về vị trí không nó không tự chạm động về vị trí không. nó đang ở vị trí này của chúng ta ok các bạn hiểu như thế tức là nó đang di chuyển này đúng không thì chúng ta xóa cái ly thì cái dữ liệu của nó vẫn nằm ở cái vị trí này và điều đó có nghĩa là bạn phải reset lại vị trí cho nó khi bạn không dùng nó nữa bằng cách là bạn ấn vào đây cái này mình cũng chưa tìm ra được cái um, xóa cái CC này thông tin CC này của nó đâu nhưng về cơ bản là chúng ta sẽ vẽ automation vào đây để chúng ta xử lý cái CC này cách vẽ vào ok mình sẽ pick vào đây đó bạn sẽ thấy cái giá trị CC ở đây và chúng ta có thể fix về vị trí là không ở đây value là không và bạn tap play nó về ở giữa và khi bạn cảm thấy ok rồi bạn có thể xóa đi và nó ở giữa thế thôi cái này nó đơn giản lắm kể cả khi bạn dùng hay không là nó cũng ví dụ bạn chỉnh về đây bạn chỉnh về đây đó và bây giờ bạn xóa cái CC này đi nó kỳ cục rồi đấy nó vẫn bên phải tức là cái dữ liệu đó như mình nói cái dữ liệu đó nó đã được lưu vào cái uh, suột âm thanh của chúng ta rồi nên các khi các bạn cái này dùng cái này các bạn phải cẩn thận ở cái điều đó rồi chúng ta sẽ thấy là CC Bây giờ mình sẽ xóa cái CC Remote CC này đi Chúng ta không cần nữa Và đó là cái mà chúng ta có thể dùng Auto LFO Thì Auto LFO chúng ta sẽ có là Con chuột tệp Tức là loại tác động của nó là gì Và uh, cái mức tác động Thấp yếu cao của nó như thế nào Kèm theo đó là cái range tác động Tức là khu vực tác động của nó sẽ giá trị tác động của nó từ từ bao nhiêu đến bao nhiêu để chúng ta có thể tác động có những cái nó sẽ tác động có những cái này không cần tác động đấy viral của nó thì cái này nghiên cứu thêm các bạn sẽ tìm hiểu thêm các bạn các bạn hãy hiểu nó như thế rồi Ok chúng ta tiếp tục một công cụ tiếp theo đó chính là công cụ bit Designer bit Designer là nếu các bạn đã làm quen với phần mềm FL Studio trước đó Thì bạn hoàn toàn hiểu cái bit Designer này nó có một cái công cụ pattern Chạy một vòng loop để sử dụng cái này Thì Beat Designer bạn hãy để ra drum, kick, đúng không ạ Để dùng cái này tốt nhất ấy, thì bạn hãy sử dụng một cái check gọi là check uh, nhạc cụ trống Giả dụ ở đây mình Halo Select Auxic là một bộ công cụ mà nó có rất nhiều các nhạc cụ ảo bên trong chứ không phải là chỉ mỗi một cái uh, mấy cái synthesizer rồi mấy cái kia đâu, nó có nhiều cái lắm. Rồi chúng ta sẽ chọn một cái bộ kits hay là gọi là bộ trống của chúng ta, ví dụ Ambry và như các bạn biết là đánh bộ trống của chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là GM map. GM map đúng không ạ? Là drum map, drum map thì ví dụ nốt đô C1 của chúng ta nó là kick và slay là D1, à D1, mi Đúng không ạ? Nhưng mà bình thường nếu mà chúng ta ngồi mà chơi live trên loop mà chúng ta ngồi ấn nó nó bị cưng văn cực. Vì thế là người ta sẽ sinh ra cái beat design này để cho các bạn có tư duy sáng tạo nhiều hơn. Bây giờ chúng ta hãy thử làm điều này, mình sẽ xóa tất cả những cái dữ liệu này đi, không cần thiết đi và chúng ta sẽ dùng cái này thôi. Bây giờ để dùng cái này mình sẽ solo sau đó mình sẽ play. Bạn sẽ thấy không có tiếng. Đồng ý. Nhưng mà bạn thấy cái thanh này nó chạy là bạn hiểu rồi rồi chúng ta có cái việc mà chúng ta thu chạy thanh chạy đấy vào như thế này kích thước thanh chạy và cái uh, uh, độ dài của thanh chạy đấy Bọn thấy tốc độ nói chung là hai cái này nó sẽ quản lý về tốc độ của chúng ta đó chỗ này là khuôn số lượng cái này tương ứng với số khuôn mà chúng ta có thể làm việc kiểu như vậy rồi bây giờ là gì uh, mình có là 16 hay là 12 hay là 8 gì đấy mình thêm được 16 cái này là khung nó hơi nhỏ nên nó không có chế độ kéo to lên ở à đây kéo to được đây ok rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ uh, uh, nghe âm thanh của nó. Ví dụ mình ấn đâm, kích, và tương tự như thế, chúng ta có ấn uh, nút mưu ở đây, rồi có các nhạc cụ. Bên này chúng ta sẽ muốn thêm một cái nhạc cụ mới vào, chúng ta sẽ ấn uh, nút cộng ở đây. Bạn cũng có thể sử dụng các preset ở trong này người ta có sẵn preset cho bạn để bạn có thể là nó là những cái mẫu uh, vòng lặp có sẵn cho bạn nhé. Thì ở trong bộ này thì mình cài nó hơi bị thiếu một tí. Ờ, tại vì trong quá trình chuyển đổi giữa hãng QB mới và nó tức là trong quá trình người ta chuyển đổi từ phiên bản trước và phiên bản sau ấy nó nó hơi bị lỗi cái phần reset một tí thì cái này bạn cần nếu mà bạn cài từ đầu thì không sao nhưng mà mình đang kiểu cài phiên bản này mình cài các nó bị lộn về cái phần thư viện rồi bây giờ chúng ta sẽ play đấy này bạn sẽ thấy rằng nó sẽ chạy vòng lặp lặp như này bây giờ mình muốn thêm tính kích vào đây mình ấn vào đây mình kích vào đây kích vào đây kích vào đây mình ấn thật nhanh để cho các bạn um... Ờ, chọn. Thì đây gọi là beat designer. Ở đây mình có thể thêm tiếng snare vào đây. Mình có thể là tăng mức độ lặng nhẹ cho nó, ví dụ lốt nhạc này nhẹ thì mình kéo xuống. Ở đây tăng lên mạnh. Nhẹ. Mạnh. Ở đây là nhẹ mạnh. Mình uh, có thể tạo ra nhiều giai điệu khác nhau bằng cách là mình ấn vào khu vực thứ hai này. Mình chọn một cái giai điệu khác mà mình mong muốn như thế này. Thì điều này có nghĩa là gì Khi chúng ta chơi trên keyboard Chúng ta ấn lựa chọn 1, 2 Để thay đổi giai điệu Và bạn có thể fill Chuyển sang hai Giai điệu thứ hai Ở đây có nhiều hay hết hơn chẳng hạn Với mỗi một cái này Bạn có thể chọn cái khác nhau Hay còn gọi là mỗi mẫu này Là một cái pattern Để bạn có thể lựa chọn Đó rồi bạn có thể fill, đánh cái gì đấy để bạn có thể có một cái idea tốt Cái công cụ này cực kỳ tốt để khi các bạn có một cái idea Rồi tiếp theo là Ở đây chúng ta biết là lặng nhẹ là bằng cách là bạn pick vào đây bạn kéo lên kéo xuống nó có cái velocity city để Đó lặng nhẹ rồi là chúng ta hiểu rồi đó Bây giờ chúng ta có những cái công cụ khác như sau Bên này Bạn sẽ thấy rằng là bên này nó là cái gì ạ Bên này lại có 1, 1 và 2 Và bạn sẽ dơ lên len offset tức là thế nào nhỉ Cái này nó liên quan đến swing Trong khi chúng ta đánh nhà chúng ta không bao giờ đánh khớp lốt nhà chúng ta sẽ đánh lệch đi một chút thì gọi là swing và với vị trí số 1 này thì nó sẽ tương đương với cái mục một dưới đây và swing bằng không tức là lốt nhạc luôn luôn đúng nhưng mà ở phần dưới này nó sẽ có swing hai xác định khả năng trễ tức là độ trễ của cái lốt nhạc đó giả dụ như là ta ta muốn tiếng slay này luôn luôn trễ thì chúng ta chọn vào đây và trễ bao nhiêu thì chúng ta sẽ chọn vào đây tức là cái tỷ lệ trễ so với cái tỷ lệ trễ ban đầu này thì chúng ta nó sẽ luôn luôn là tiếng slay nó sẽ kiểu nó chậm hơn so với tiếng gốc một chút và điều đó dẫn đến một nó có sự chuyển động lay lắt lay lắt giữa các cái 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 lốt nhạc nó không được đồng đều và điều đó là nghe cái lốt nhạc nó nghe kiểu tự nhiên hơn kiểu swing mà rồi chúng ta sẽ có cái gì ở đây là cái bây giờ bạn rơi lên đây bạn sẽ thấy là nó có một cái ba dấu chấm đây ba dấu chấm này tương đương với uh, lốt kép tức là bạn đánh bình thường mình đánh một lốt kẹp 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 slay đúng không ạ nhưng mà mình muốn đánh nốt kép bập 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 bập, 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 bập thì không những bạn vẽ lúc đi ra bạn khổ ra đúng không ạ? Thì bây giờ nó có mà tôi thêm một nốt kép vào đây. Và ở đây nó hiện một dấu chấm. Ok, bây giờ mình có một dấu chấm ở đây, mình xác định là dấu chấm đấy vị trí nào? Bạn hãy di chuyển dấu chấm đấy. Vị trí có thể là uh, nốt kép đấy đánh sớm hơn cái nốt mà chúng ta đang chơi hoặc nốt kép đấy đánh muộn hơn và ở đây mình muộn hơn. Không chỉ muộn hơn sớm hơn chúng ta còn có thể là chọn cái mức level của cái lốt kép đấy và bây giờ bạn hãy chú ý mình sẽ ở đây mình sẽ chọn là hai ở đây mình sẽ chọn là hai như thế này à. ok và mình xác định cái mức âm lượng của cái uh, lốt số hai này khi mình di vào đây mình có thể là mức âm lượng của cái lốt đầu lốt sau như thế này và đây lốt ba ở đây có ba lốt đánh liền tù tì với nhau và chúng ta có thể chọn vị trí kèm theo đó đó chính là chúng ta có thể là xác định âm lượng của nó và bây giờ chúng ta nghe lại sẽ có lốt kép. Đó. Và chúng ta có thể đổi các giá trị với nhau. Đấy đấy, đấy chắc là beat delay nó rất là hay ở chỗ đấy, nó có thể tạo cho bạn một cái đấy và bạn có thể wow, chúng ta có thể idea rồi như này. kiểu như vậy đánh linh tinh mà <laughs> ok bây giờ chúng ta có một cái công cụ khác à, tương tự như thế chúng ta cũng có phần re ra nhé bạn thích cái ok này rồi thì cái này nó thường thường nó theo ra mát như ở trong video trước chúng ta biết rồi chúng ta thể ghi lại và điều đó có nghĩa là gì đây và mình có thể ghi lại nhé ấn vào đây và tương tự như thế mình có thể ghi lại và bạn có một cái idea bạn có vòng lặp và bạn có thể làm được nhiều thứ trên thế rất nhiều rất nhiều thứ trên thế Rồi, đây chính là Beat Designer Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái công cụ khác tiếp theo Đó chính là Coder Ở đây mình sẽ chọn một cái piano đơn giản thôi Mình hay chọn piano đơn giản Mình không có chọn phức tạp làm gì Rồi, bây giờ là cái piano của mình ở đây Mình sẽ đưa lên đây cho các bạn nhìn cho nó to Ở đây là gì? Chúng ta sẽ chọn hiệu ứng là Coder Coder là một cái hiệu ứng mà uh, Nó thế nào nhỉ? Uh, nó gần giống như cái hiệu ứng Ờ... Uh, cốt trách ở phía dưới này là chúng ta sẽ sử dụng uh, một ngón tay để chúng ta uh, chơi nốt nhạc nó gần nó gần giống như cái cốt trách ở dưới này là chúng ta sử dụng một ngón tay chúng ta nốt nhạc nhưng ở đây khác đó chính là chúng ta có thể xét xét nốt đó tương ứng giả dụ như là mình uh, chưa xét cái gì đúng không ạ mình sẽ lựa chọn một cái preset có sẵn giả dụ như là mình muốn chơi jazz mình muốn chơi ra uh, major và ở đây bạn thấy có các nốt màu ở đây tức là chúng ta chỉ đánh trong cái quãng này thôi nhưng ở đây mình đánh quãng đây ở đây là ok nhá ok rồi đúng không cái này không chỉ là cốt đờ mà khi mình ấn nặng nhẹ một cái lốt nào đó thì hợp âm nó cũng thay đổi nó không chỉ thay đổi về hợp âm mà nó thay đổi cả nặng nhẹ vậy thì cái này là cái rất là hay khi chúng ta chỉ cần uh, xác định được cái vòng hòa thanh nó dần giống như là cốt trách nhưng nó khác hơn ở chỗ là chúng ta có cái sự năng động nặng nhẹ kèm theo là tính uh, năng động của nó với các bạn đó là tính năng động thôi các bạn bây giờ chúng ta sẽ thử là chúng ta sẽ vào đây chọn cái phần reset rồi reset lại đầu ok nó sẽ có phần lên lớn đây là gì chúng ta sẽ lựa chọn một cái nốt nhạc nào đó làm cái nốt nhạc này gán đây là nốt nhạc này gán của chúng ta vào và chúng ta lựa chọn đó chính là với cái nốt nhạc gán này chúng ta sẽ sử dụng hợp âm gì tiếp theo chúng ta đánh hợp âm thì bạn sẽ nhìn thấy hợp âm đây màu xanh hiện lên và bây giờ là gì bỏ lên đi khi ta đánh nốt nhạc này ở uh, đây đây uh, khi ta đánh này thì nó sẽ hiện ra cái hợp âm này nhưng mà khi ta đánh nốt nhạc khác nó sẽ không hiện ra hợp âm đó hay nói khác là mỗi nốt nhạc này chúng ta sẽ gán nó với một cái Hợp âm nào đó Rồi Ngoài cái đó chúng ta sẽ có một số các cái khác Như sau Bây giờ chúng ta sẽ có phần Layer Velocity này Như chúng ta nói ở đầu đó chính là Cái này nó liên quan mức độ lặng nhẹ Tức là cùng một lốt ấn đó Nhưng uh, Với mạnh thì chúng ta thêm một lốt tension vào đấy Lốt nhẹ chúng ta thêm một lốt gì đấy Giả dụ lớn Ok Mình gán nó vào một lốt Đầu tiên gán Lốt này Với hợp âm gì Giả dụ đây đây là độ đầu tiên. thêm theo hợp âm thứ hai mình thay đổi lốt đi. nhưng hợp âm thứ ba, bốn như thế này mình có bốn lốt và cái này phụ thuộc vào cái velocity các bạn chọn đây. và điều này có nghĩa là gì? sau khi chúng ta bỏ lơn đi bạn đánh lốt nhạc này với khả năng mạnh nhẹ khác nhau. giả dụ ở đây đánh đánh mạnh đánh nhẹ thì nó ra hợp âm này. đánh mạnh nó ra hợp âm này, đánh vừa vừa nó ra hợp âm này và đánh đây nó ra hợp âm này. tức là cái thứ tự sẽ theo cái thứ tự mà mình mong muốn. đó là các bạn cần phải chú ý điều này. rồi ở đây nó sẽ có Band tức là cái uh, velocity bạn hãy tưởng tượng là từ 0 đến 127 velocity mỗi nốt nhạc của chúng ta đều có velocity như chúng ta biết là velocity đó chính là cường độ mạnh nhẹ của cái này Đấy, nghe giống tiếng uh, kênh giải trí gì đó ok thì uh, cái này nó tương tự như thế cái tức là cái cường độ mạnh nhẹ của cái velocity nó sẽ quyết định cái vị trí nốt hợp âm mà chúng ta lựa chọn và cái này thay đổi cái tỷ lệ của velocity đó mà chúng ta lựa chọn ngoài việc chúng ta lựa velocity chúng ta sẽ chọn invert chúng ta sẽ chọn system mode tức là chỉ chơi một lốt đơn hoặc là chỉ chơi uh, cái gì đấy rồi chỉ chơi cái lốt mà chúng ta không chọn kiểu vậy velocity và ở đây chúng ta sẽ có play style Phát uh, fast up slow up rồi slow down tức là phát nhanh phát chậm và phát bình thường theo kiểu chúng ta đánh cái này kỹ thuật thôi rồi chỗ này có cost cốt là gì ví dụ như là one of tức là một quãng duy nhất khi bạn đánh quang khác không chơi nó chỉ chơi nó chỉ xác dụng cái vùng mà bạn chơi thôi giả dụ ở đây đó, one knock thang mà đó nhưng mà ở đây thì lại không hợp rồi chúng ta sẽ có global cây global cây là uh, global cây nó khác ok tức là mỗi lốt chúng ta gắn một cái one knock thang là chỉ cốt uh, code đấy trong cái này thôi và chúng ta lại xét lại từ đầu nhé rồi chúng ta sẽ có là global cây tức là chỗ nào nó cũng như thế hết giả dụ như này, bây giờ chúng ta lên như này global cây okay. mình sẽ chọn ok dù đánh nốt nào nó cũng về đây các bạn mình sẽ đánh nốt khác nhé nó cũng về nốt này và chúng ta chọn hợp âm rồi bỏ ra bỏ lên ra bỏ lên ra à, uh, lên lại nhé rồi bỏ lên ra chúng ta bây giờ đánh nốt nhạc như sao bạn đánh tất cả nốt nào, nào cũng thế là lốt nào nó cũng kiểu dùng cái hợp âm đấy nhưng mà khác quãng kiểu vậy khác quãng thôi thì đấy là gọi là robot cây thì các bạn hãy nghiên cứu thêm về điều này cái này cũng khó sử dụng cho các bạn thật sự khó sử dụng rồi compressor midi compressor midi compressor nó là như thế này bạn hãy um, bây giờ mình sẽ quay về phần uh, abrigato lại của mình ok bây giờ chúng ta nghe lại lốt nhạc Chúng ta thấy rằng là nốt velocity, velocity mạnh thì nó mạnh, velocity nhẹ thì nó nó nhẹ đúng không? Vậy thì cái compressor mục đích của compressor là gì? Compressor nó sẽ đưa tất cả các cái nốt nhạc nào đó uh, tức là bây giờ cái velocity của mình nó cao hơn này đúng không? Thì nó sẽ cố gắng là đưa cái velocity nó thấp như này này. Đó, kiểu dạng như vậy. Tức là đang kiểu cái sự chênh lệch của velocity nó bị lệch nhau nhiều quá thì nó sẽ cố gắng là đưa tất cả mọi thứ phần cao này nó hạ xuống giống như kiểu này để các bạn minh họa vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nghe lại phần velocity của chúng ta như thế này và bây giờ là gì cái uh, đầu tiên đó chính là cái mức velocity giả dụ mình muốn tất cả velocity đó là 39 chẳng hạn thì mình sẽ chọn đây là 39 thì bây giờ mình sẽ giải thích uh, cái ratio này như thế nào nhỉ uh, bây giờ bạn thấy một 40 trên 1 và 1 trên 40 trên 1 nữa. cái này nó giống như thế này này uh, cái ratio này nó là tỷ lệ giả dụ như là mình xác định cái vị trí là 40 đây là 30 đi mình ra 30 đi cho thấp 30 cho nó nhỏ nhé Thì uh, 30 30 đây Bạn muốn tất cả những âm thanh ở phía trên này nó bị thấp xuống như này Đúng không ạ? Nó giảm đi Thì cái này nó sẽ là gì? Nó sẽ xác định là a à, những cái lốt nào mà có cái velocity lớn hơn cái 30 này nó sẽ giảm xuống Thì để giảm xuống thì chúng ta sẽ đẩy Raito lớn hơn Giả dụ như là đẩy Raito là 8 chia 1 chẳng hạn Thì có nghĩa uh -huh. là bây giờ là gì? Mình sẽ tính một cái phép tính như sau Ở đây là 30 30 đúng không ạ? Mình đang mình đang lựa chọn đây là 30 và lốt cao nhất là 125 cứ cho 120 đi. Thì 30 trừ 120 bằng bao nhiêu? 90. 90 mà tỷ lệ 8 trên 1 tức là lấy 90 chia 8. Hay nói cái khác là chỗ này này nó nó thành chia thành 8 phần. Từ cái phần 30 đến phần này nó chia thành phần mà nó chỉ còn lại khoảng tầm 1/8 của nó thôi. Thì đây là ấy, đây, đây gọi là giảm đi, gọi là compressor lén đi. Và bây giờ mình nghe lại cái file âm thanh này bạn thấy mọi thứ đều nhỏ đúng không ạ do velocity chúng ta nhỏ nhưng mà nó có một trường hợp khác nữa mà nếu mà chúng ta chọn radito ở ngược lại 1 phần tư tức là với những giá trị nào mà nó trên 30 trên 30 thì nó sẽ tự động nhân lên 4 lần nó ngược lại phần chia lên. bạn thấy là mạnh hơn và thật ra là cái này kịch kim của nó là 127 lên mà chỗ này 127 lên các bạn sẽ không thấy nó có sự thay đổi Nhưng bạn hãy hiểu được đó và với việc là chúng ta chia nhỏ như thế này Đúng không ạ? 8 chia 1 bạn thấy chỗ này nhỏ Vì thế là chúng ta sẽ có phần gain để tăng cái mức nó lên Đó To lên lên đó, nhỏ đi Đó Thì đấy là compressor nhá Thì công cụ là như vậy Nghiên cứu sâu thì các bạn hãy vào tác động Các bạn sẽ thấy điều đó Hoặc là bạn record lại file âm thanh này ra một cái MIDI mới Bạn sẽ thấy cái velocity thay đổi Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một công cụ khác Đó chính là công cụ uh, Gate cái công đoạn này hơi khó nhá đại loại là như này, ghét nó là cái, uh, ví dụ như là nó quy định những cái nốt nhạc nào được chơi, cái nốt nhạc nào không được chơi theo một cái quy định xác định của nó. thông thường là quy định đấy nó sẽ thuộc về velocity. thế nào nhờ velocity tức là mức độ lạnh nhẹ khi chúng ta ấn nhạc. bây giờ chúng ta lấy cái ví dụ đầu tiên để các bạn có thể dễ dàng sử dụng. còn mấy cái này hơi khó một tí. mono. các bạn thấy rằng khi chúng ta chuyển mono nó sẽ có phần là midi, velocity. em nói cái khác là nếu nốt nhạc của chúng ta nó nằm ở dưới cái xác định này của chúng ta ấy dưới cái xác định của chúng ta thì nó sẽ uh, không được phát hay gọi là không được thu còn đối với những cái lào midi nào mà có velocity lớn hơn 45 thì nó sẽ được thu đúng không velocity là gì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái này một cái phát âm thanh đi một cái phát âm thanh các bạn hãy nhìn đây đây là một velocity thể hiện mức độ lặng nhẹ của chúng ta như chúng ta uh, uh, thấy ở phần GATE chúng ta rồi ở uh, phần compressor chúng ta biết rồi bây giờ là gì uh, velocity nhưng khổ lỗi là ở đây sẽ có phần cây uh, range limit bây giờ mình ấn một nốt nhé bạn sẽ thấy là ở đây nó hiện nốt nhạc luôn nhưng mà mình ấn nhẹ thì hầu như là các bạn để nhìn thấy ở đây có sóng bây giờ mình tăng cái lên mình ấn rất nhẹ cũng tương tự như thế nhưng mà bạn thấy âm thanh không phát ra bây giờ mình tăng lên cao hơn mình ấn rất nhẹ và âm thanh không có gì cả hay nói khác là mình ấn cực mạnh và bạp, bạp thì nó mới ra thế đấy những nốt nhạc nào mà lớn hơn thì nó mới ra nhưng mà có một cái cái khai khác ở dưới này là rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái phần tiếp theo đó đấy là low cây và low range này nó là cái gì ạ? Low key low range tức là cái mức giới hạn cuối cùng của cái range giới. Nhưng mà ở đây các bạn hãy nhìn thấy nó cũng là velocity thôi nên là 127, ở đây là 0 đến 127. Tức là low cây tức là lốt nhạc thấp nhất và lốt nhạc cao nhất khi bạn đánh nhiều lốt nhạc. thì nó sẽ nằm trong giới hạn nào? mà bạn lựa chọn giới hạn thấp nhất hay giới hạn cao nhất về mức độ velocity tức là đây là đã vượt qua cái này thì là ok rồi nhưng mà nó lại còn thêm một cái quy định nữa quy định hơi chuối ngày xưa thì cái bản uh, midi uh, gate này các bạn nếu mà các bạn xuất bản ngày xưa ấy, thì nó đơn giản hơn này nhiều nhưng mà cái này nó thêm một số cái phức tạp hơn nên các bạn nếu các bạn muốn thì phải học lại từ đầu ngoài ra nó có chế độ là auto gate ở đây để các bạn Ok, gate time nhé cái thời gian tự động đóng đóng nốt nhạc tức là khi chúng ta đưa nốt nhạc ra nó sẽ tự động out nốt thì hoặc thời gian bao nhiêu nó phức tạp còn bên này là polyphony polyphony như kiểu mình đánh hợp âm mà đánh nhiều nốt cùng một lúc ấy thì được gọi là polyphony và cái này cũng tương tự như thế Mini polyphony tức là số lượng nốt mình chơi ví dụ như là trong một chuỗi midi này có nhiều số lượng nốt hơn thì nó sẽ không phát à, ví dụ cùng một lúc này có nhiều số lượng nốt hơn thì nó không phát còn ít số lượng hơn thì nó sẽ phát nhiều nốt hơn, hơn thì nó sẽ phát còn ít hơn thì nó không phát nhiều hơn thì phát ít hơn thì không phát cái này cũng thế nhiều hơn velocity thì nó phát ít hơn velocity này. và tương tự như thế nó cũng có các chế độ khác ví dụ như là chúng ta có chọn chế độ cây ranh ở đây của chúng ta và chúng ta cũng có chế độ đó chính là liên quan đến code grade tức là lốt hợp âm của chúng ta ở đây và tất nhiên khi chúng ta đánh cái gì ở đây nó cũng sẽ có cái phần uh, uh, phần 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 nốt nhạc của chúng ta chơi kèm theo đó là passage và lên cái này thì các bạn học nhé cái này mình cũng chỉ biết tương đối như vậy thôi tại vì đi sâu vào thì cũng cái này là một công cụ nó thay đổi mới rồi nên là mình cũng chưa uh, bám sát lắm rồi density Density là gì? Density tức là cái uh, mức độ mình sẽ bo cái này vào như thế này và mình sẽ đưa nó về một cái cao độ xác định bằng cách là mình vẽ cái này như thế này. Rồi ở đây density mức độ giảm đi, giảm đi. Hay nói khác là thật ra là nó nó là một cái công cụ uh, kiểu dạng như là đưa đẩy lên đẩy xuống đồng đều cái velocity này của mình thôi mà. Tiếp theo đó chính là cái phần midi control Tức là nó sẽ hiện cho bạn cái bản điều khiển MIDI của mình là CC của chúng ta đấy Như chúng ta nói là CC đấy Và bạn muốn điều khiển nó không Tức là thật ra là cái này là công cụ thêm thôi Tức là bạn bật tắt công cụ điều khiển đó Bạn muốn nó đưa nó lên cái Mi Channel nào Bạn muốn tác động là bao nhiêu thì nó làm ở đây Và các bạn có thể thay để đổi tất cả những cái này Thì bạn có thể tìm hiểu thêm cái này Cái này thì mình cũng rất ít sử dụng MIDI Echo Cái này là điều khiển CC nhá Còn cái này là điều khiển cái Echo Echo là gì? Echo nó tạo cái vòng, các bạn hiểu biết hiệu ứng vang giống như hiệu ứng uh, ấy không ạ? Mở chuột phải lên chọn on on top để cho nó hiện. Rồi uh, nếu các bạn biết hiệu ứng vang ở trong reverb đúng không ạ? Thì cái này nó MIDI Echo nó khác. MIDI Echo nó là nó tạo ra một cái lặp lại của cái MIDI đấy. Đó. Bây giờ mình chơi một nốt nhạc thôi. Chơi một nốt nhạc. Mình ấn mình thả tay ra. Mình ấn mình thả tay ra. Mình ấn này ra. 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 Nó sẽ tạo ra vòng lặp đó. Nhưng mà nó vòng lặp ở đây đó chính là nó tạo một cái tiếng đó nhại lại theo thời gian nó giống như kiểu tính delay của chúng ta ở trong phần trước chúng ta biết thì chúng ta muốn nhảy lại khoảng tầm bao nhiêu mình muốn nhảy lại khoảng tầm 4 lần với tốc độ nhảy lại là như thế nào bắt điểm vào đâu và thời gian đây delay là thời gian của chúng ta đúng không ạ rồi chiều dài của nó lốt nhạc là gì đi uh, cây tức là cái phần trăm của cái nốt nhạc đó tức là cái 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 thời gian phần trăm so với cái đi này tức là delay thì nó là một phần tám nhưng mà đi cây của cái này tức là phần trăm của một phần tám tức là nó nhỏ hơn 1 phần tám nó không hề hẳn về một cái kia và bao nhiêu chiều dài cũng thế và bây giờ chúng ta có thể là cũng record và mình ấn một lốt nhạc thế bạn chú ý này bình thường mình tắt theo đi mình ra nó đi ok mình ấn một lốt nhạc đơn giản là như này thôi nhưng mà bây giờ mình muốn thu âm mình bật cái này lên và mình ấn record đây và mình ấn một lốt nhạc đó chính là cái uh, delay và tất nhiên ở đây sẽ có velocity nhé, tức là bạn sẽ thấy là cái velocity nó cũng sẽ giảm dần kèm theo đó là Peak correction, tức là cái cao độ nó sẽ giảm dần theo từng nốt nhạc nó như nào, ở đây có thể là để nó không, để nó không bị thay đổi hoặc là bạn có thể đẩy nó cao lên như thế này để nó lên trên, chẳng hạn khi mình ấn đó, tu 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 nó là echo nó là delay nó tạo ra nốt nhạy lại thôi, midi modify đó. MIDI modify thật ra là cái này nó là giống y hệt cái 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 công cụ modify MIDI của mình nhưng mà nó khác hơn một chỗ là như này. Bạn có thể là chọn tempo ở đây. Nhưng bạn thấy rằng ở đây nó không thay đổi tempo. Bình thường là khi chúng ta chọn tempo ở đây bạn cũng thấy không nó thay đổi tempo, thực tế là nó tương đương với nhau. Nhưng mà chọn tempo ở đây mà bạn chọn tempo ở trong phần MIDI này ở trong phần này cho tempo setup đây lên 2 thì chắc chắn nó lên 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 2. Nhưng mà ở đây nó đánh là chúng ta set tempo cho nó, chúng ta set cao độ cho nó ở đây và ở đây nó không tác động vào file âm thanh của chúng ta Và điều đó có nghĩa là gì Bạn có thể tempo ID của bạn Mà bạn không cần phải quan tâm Cái vấn đề nó Nó uh, Bị uh, Thay đổi file gốc Tức là mình vẫn giữ file gốc của mình Mình không bị thay đổi Ngoài cái việc thay đổi đó Chúng ta có, có thể là cái Com như vừa nãy Chúng ta biết là com đúng không ạ Velocity Tăng giảm Velocity Chiều dài của nó như nào Hay là các nốt nhạc của chúng ta Có chạy uh, random Cái gì không Tức là cái sự thay đổi Cái này Modify này Nó nhiều cái chức năng lắm rồi uh, limit nốt về tức là giới hạn cái ranh giới của nốt nhạc của chúng ta là như nào ranh ranh là giới hạn random chạy linh tinh uh, với với cái việc chọn linh tinh này nó thường thường nó sẽ kiểu phức tạp hơn đấy sao design các bạn sẽ biết delay nốt nhạc nó chậm đi hay không scale nó có chạy theo scale vòng hòa thanh nó không ví dụ như là vòng hòa thanh của chúng ta đang như này mình muốn là nó theo một cái phòng hóa thanh trước chúng ta chọn skill thì cái cái tốc độ như vậy thì các bạn hãy cố mò nhé ngoài ra nó cũng có những chế độ như là preset đây rất là tiện lợi để các bạn có thể là thay đổi nó ở đây thì lốt nó hơi kỳ dị nên là khó minh họa nhưng các bạn hãy hiểu rằng là nó là một công cụ bạn có thể thay đổi cao độ, bạn có thể thay đổi vị trí, bạn có thể cho ra chạy random, bạn có thể thay đổi hóa thanh mà không ảnh hưởng đến cái file gốc của chúng ta thay vì chúng ta phải tempo theo kiểu kia là hiểu các bạn hiểu OK, có file mini monitor Mori, Monitor này là một cái chức năng Đây, nó lại hiện về mà chúng ta mở chữ All the way on top để đúng là nó hiện lên Khi mình ấn bất kỳ một cái gì đó Nó sẽ tạo ra một cái bảng hiển thị về nốt nhạc về Nói chung là về thông tin Nốt nhạc chơi lúc nào làm cái gì ở đâu vị trí bao nhiêu tất cả mọi thứ làm ở đây và bạn có phần sâu đây tắt đi bật lên rồi bạn chơi lại bạn bỏ lốt đi thì nó sẽ không hiện cái lốt nhạc mới bạn bỏ cái gì nói chung là bỏ cái gì thì nó sẽ không hiện cái đấy nói chung là đây là lượng thông tin mà các bạn có thể được hiển thị trên cái thông số này để chúng ta có thể um, kiểu làm việc quan sát chứ nó không để làm gì cả micro tuner bật lên uh, micro tuner thì nó như nào nhỉ nó giống như kiểu là bạn có một nốt nhạc này, bạn chơi một vòng hòa thanh ấy, bạn có nốt nhạc này, giả dụ nhé, bây giờ mình sẽ đánh, mình sẽ không đánh mà mình sẽ vẽ một cái vòng hòa thanh ở đây, chẳng hạn, với tốc độ như này, Đó và bình thường nốt sẽ chạy theo như này, nhưng mà mình muốn là cái nốt của mình cái cái nào nó bị tôn lên nhỉ? Bạn thể thấy rằng là cái nốt nhạc tương ứng nó sẽ bị kiểu thay đổi cái cao độ đi so với cao độ ban đầu. Nó nó bị nó bị phô đi đúng không ạ? Bạn nhìn nó đi. Rồi ở đây nó có float road, tức là nốt cơ bản của bạn là gì? Tức là nốt cơ bản nốt đầu tiên của bạn là gì đấy? Đó, rồi tiếp theo tiếp theo tiếp theo là bạn có thể thay đổi điều đó. Thì cái này nó cũng khá là hay khi chúng ta có một bản nhạc uh, với hòa thanh theo kiểu là bình thường. Bạn muốn là uh, tôn linh nó đi bạn muốn thay đổi cao độ nó đi theo cái giá trị của nó thì nó lại nằm ở đây rồi chúng ta sẽ có một cái gọi là nốt cc khi nốt cc thì thật ra là các bạn thấy rằng là thật ra chỉ là mở một cái bảng cc nốt mà như chúng ta biết ban đầu là control 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 trên của nó thôi và chúng ta sẽ ghi âm nó vào hay là chúng ta muốn thay đổi cái nó như thế nào chúng ta sẽ chọn nốt cc ở đây đó Tức là chúng ta thay đổi cái gì chúng ta muốn điều khiển cái này nó chẳng qua nó hiện ra để cho các bạn dễ dàng điều khiển và ghi lại cái đó. Ở đây có nút ghi mà. Nên nó ghi lại thôi chứ còn đôi khi là cái này cũng không muốn dùng. Rồi quan sát diền. Quan diền là chúng ta sẽ có những cái lốt mà nó gian đôm, nó không ổn định thì chúng ta có thể là xét lại cái quan diền của nó như các bạn biết ở đây. Nhưng mà thay vì là chúng ta sẽ sử dụng ở đâu này, ví dụ giả dụ như là chúng ta thay vì thay vì chúng ta thay đổi các cái này đúng không ạ? Như mình nói là tác động ở đây thì nó sẽ không làm thay đổi cái file gốc của chúng ta nên chúng ta có thể thay đổi về cao độ quãng và quan ta diền của chúng ta thì cái này nó có chức năng như thế tức là nó không thay đổi cái vị trí nốt của chúng ta nhưng mà nó sẽ tự động uh, quan thai lại nó tự động swing lại nó tự động kéo độ dài lại và nó, nó làm mọi thứ mà mình không bị thay đổi cái file gốc của chúng ta như thế này đó chúng ta không phải sửa bên trong này đây là công cụ đó rất là tiện rồi tiếp theo có step designer bạn thấy set designer nó cũng khá giống như cái việc mà chúng ta sử dụng cái vừa lẫy là set design nhưng thay vì đó là chúng ta sẽ tạo abrigato cho cái này giả dụ như là chúng ta có thể là uh, chơi một cái gì đấy và mình mình cứ mình cứ load một cái preset nào đó đi ví dụ như là sequencer bạn thấy là load này so, 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 so. bây giờ mình ấn một load nào bây giờ chúng ta sẽ play này bạn hãy chú ý uh, cái này bị ẩn đi các bạn bạn mở chuột phải lên bạn chọn ok uh, on top thì nó sẽ hiện uh, lên nhá rồi bây giờ step bây giờ bây giờ bạn không chơi cái gì cả bạn sẽ play bạn à, thấy không? Nó sẽ tự động chạy theo cái giai điệu mà bạn đã cài đặt ở đây. Ở đây có cài đặt về CC, control train, ở đây có mức cao độ nốt nhạc. Ví dụ mình muốn chạy là nốt mi rồi gì đây đây nốt thế này chẳng hạn, chẳng độ chạy theo một cái chuỗi vòng lặp mà mình muốn. Với mức độ mạnh nhẹ khác nhau, ví dụ ở đây là nhẹ, mạnh đến nhẹ. Rồi, bạn có có thể là reverb đảo ngược lại bạn có thể chọn cái số lượng mà bạn muốn thay đổi lên trên lên xuống như này bạn cũng có thể là uh, chọn uh, velocity hay điều khiển với velocity ở đây là cc nhé cc ở đây là đang velocity cc ở đây cũng có thể là Gate. cc ở đây cũng có thể là harmonic hay bright tùy các bạn bạn có thể setup ở đây để cài đặt thêm các cc và bạn vào bạn có các mẫu pattern ở đây là mẫu pattern sáu bốn ba hai một năm tức là các mẫu khác nhau để các bạn có thể lựa chọn đó bạn hãy nhìn không, các mẫu khác nhau để các bạn lựa chọn và ở đây có copy và paste sang cái mẫu ví dụ ở đây là mẫu 1 và như mình nói ban đầu đó chính là khi mình ấn một nốt uh, nào đó nó sẽ thay đổi mẫu đây thay đổi tức là ấn một nốt nhạc nó thay đổi mẫu cho chúng ta thì đấy là đây chúng ta có rất nhiều mẫu để chúng ta có để design giống như cái trống ở trên trống ở trên chúng ta thay đổi nốt cái là nó sang mẫu trống khác và điều này chúng ta có thể design được cái này RAND là random rồi reset là làm từ đầu ok mình có thể cài đặt lại thành cái như này và sau khi mình mà cảm thấy cái này ok rồi hay là tất cả mọi thứ ok rồi Đây là tăng quãng rồi, quãng, quãng giảm quãng rồi di chuyển rằng trước đằng sau Thì cái này bạn có thể tự mò được nhé Nó rất, cũng, cũng khá là vừa dễ, nó khá là là vừa khó Nhưng về cơ bản nó là cái công cụ như vậy Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có phần tiếp theo đó chính là phần liên quan đến check control à, Bạn có thể tìm thấy cách check control thì cũng la lá Nó na ná giống như kiểu khi ngày trước chúng ta học về phần setup Nó phần suy setup đây chúng ta sẽ có check VT quick control là điều khiển con trồi nhanh ấy thì cái này nó cũng thế thôi nhưng mà nó full hơn nó dài hơn ở chỗ là chúng ta có nhiều cái hơn và chúng ta có thể là thay đổi bằng cách là chúng ta kéo cái này đó thay vì chúng ta sử dụng cái con control kia cái này đơn giản hơn là nó sổ ra một cái bảng như này thôi và tất nhiên cái bảng này nó phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta sẽ lựa chọn cái công cụ chúng ta sẽ làm là gì có những công cụ nào và các bạn thay đổi cái con trồi phù hợp và đôi khi nó sẽ không phù hợp lắm khi chúng ta sử dụng không đúng cái này các bạn nghiên cứu thêm nhé cái này mình cũng không nghiên cứu nhiều rồi chamformer Chamform là thay đổi MIDI của chúng ta. Ờ, như chúng ta biết là bây giờ mình muốn là cái MIDI của mình nó thay đổi cái gì? Ờ, nó giống như kiểu Logic Editor đây này này, giống y hệt Logic Editor ở trong phần này chúng ta thay đổi màu sắc bằng cách là chúng ta nhập lệnh ra lệnh đúng không? Rồi chúng ta thay đổi MIDI bằng cách là chúng ta Logic Editor MIDI ở đây. Nhưng mà cái Chamform này thì nó lại chuyên dành cho tức là nó thay đổi. Nhưng mà nó như mình nói đó chính là nó thay đổi nhưng nó không giữ lại cái hình thái. Nếu mà chúng ta sử dụng cái um, nếu mà chúng ta sử dụng cái uh, midi Ở đây là uh, midi uh, logic Editor Ở đây đúng không ạ Thì nó sẽ thay đổi toàn bộ vị trí Ví dụ như là form hết lên rồi Jamform... Nhưng ở đây không Ở đây nó tạo ra lệnh Nhưng mà nó không thay đổi midi bên trong Giả dụ như đây Mình insert vào tệp Và mình muốn action Tức là thay đổi nó viral Thay đổi nó lên một quãng mới Fix nó lên quãng mới như thế này uh, C này chẳng hạn uh, Ok, C, G4, G7. Uh, g 4 G7 G mấy gì đấy Mình thay đổi xuống tí cao quá. Ở đây, ok, và mình uh, ở đây nó không có phần là apply trên form giống như cái MIDI này. Bởi vẽ là nó tác động vào luôn. Nó tác động vào luôn. Nên nó khác nhá, nó khác cái uh, MIDI rồi Logic Editor ở đây nó khác ở đây nhá. Đó. Ở đây chúng ta apply là nó đồng ý nó thay thay đổi luôn, ta fix hết tất cả mọi thứ về C2 như vừa nãy mình fix đúng không? Nhưng mà ở đây không, ở đây không có apply, ở đây chỉ có tác động thôi. Và chúng ta có một cái uh, cái nốt nhạc, ví dụ mình đánh luôn luôn vào đây. Và tất cả là B2 hết. Tất cả là B2 hết. Đó. Tất cả là vị trí B2. À, có thể âm thanh nhẹ hơi nhỏ một tí. Các bạn thông cảm. Um, do là mình có điều khiển cái Quick Control kia. Nên nó bị nhỏ. Và... Um, đó. Tất cả là B2. Nhưng nó không thay đổi MIDI. Bạn. Đấy là cái điều hay của chúng ta khi chủ chúng ta sử dụng Transformer là vì thế. Thì đây là tất cả các công cụ có trong... Uh, Midi FX của Cubase, một cách sơ lược nhất các tác dụng của nó để bạn có thể lắm được Công dụng của nó là gì để các bạn có thể là sử dụng Tất nhiên cái vấn đề hay nhất của cái midi này đó chính là cái abrigate Rồi cái beat designer Rồi cái step designer Và echo và một số cái khác nó khá là hay Hoặc là coder nếu mà bạn kiểu có học thuật kiến thức về âm nhạc cao Thì bạn sẽ làm được cái này Đôi khi mình sẽ không sử dụng Tại vì trình âm nhạc của mình cũng vừa phải Thế nên là các bạn đó đó là những cái mà có lẽ là mình các bạn sẽ thấy rằng là rất ít người ở Việt Nam sử dụng và ít người ở Việt Nam áp dụng nó trong quá trình uh, làm nhạc hoặc chơi nhạc hoặc chơi live loop với cả mọi thứ mọi người sẽ bảo là okube có thể làm được cái này không Cubei có thể làm được cái như cái uh, cái phần mềm khác không có cái như cái df không hoàn toàn các bạn có thể làm được quan trọng là nó làm ở đâu thôi vì thế là video này kết thúc ở đây nếu các bạn thấy cảm thấy video hay thú vị mà có thêm nhiều kiến thức dành cho các bạn và tất nhiên là mình biết rằng là khi các bạn xem video thì rất ít như mình nói là rất ít người quan tâm hòa thành phối khí rất và uh, và khi hòa thành phối khí thì cũng rất ít người học phần mềm qb để hòa thành phối khí và để hiểu sâu về vấn đề qb hòa thành phối khí lại càng ít người hơn thế nên là số lượng người xem video mình cũng rất là ít vậy nên là Uh, nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy like share ủng hộ donate cho mỗi cái video của mình để người làm video có nhiều cái động lực hơn để làm những video tiếp theo để cho các bạn có cái nhìn tổng quan, cách làm tổng quan của tất cả mọi thứ và như bạn thấy đó nó có thể xứng đáng với một khóa học rất nhiều tiền nếu các bạn đi học bên ngoài nhưng ở đây mình muốn chia sẻ cho các bạn cái nhìn toàn diện mà những khóa học bên ngoài không thể làm được điều đó để nhằm mục đích đó chính là chúng ta nâng cao cái trình độ kiến thức âm nhạc của chúng ta lên trình uh, độ về sử dụng phần mềm ở đây là phần mềm nhé sử dụng phần mềm còn kỹ năng sử dụng phần mềm hay là kỹ năng để sau này các bạn mixing mastering nó là một cái khu vực hoàn toàn khác như mình nói vậy nên là chúng ta hãy trau dồi kỹ năng của mình lên và để uh, sau này chúng ta có thể có các bạn có thể là làm nhiều bài nhạc hơn hay hơn và các bạn có thể hỗ trợ lại mình hoặc là gì gì đấy uh, sự phát triển của các bạn chính là uh, nói chung là sự phát triển của bạn sẽ là sự phát triển của bản thân mình và nó hữu ích với các bạn, nó đáng giá với các bạn, thì các bạn kiếm ra nhiều tiền, thì các bạn sẽ tự Donate cho mình. Đó là lý do tại sao mình làm kênh YouTube. Không phải là mình giỏi hay mình làm trong nghề hay là mình là cái gì cả, mà đơn giản đó chính là khi các bạn cảm thấy điều đó là có ích, các bạn sẽ có điều kiện hơn, các bạn tài giỏi hơn, các bạn tài năng hơn, thì các bạn sẽ ủng hộ lại ngược mình thế thôi. Thì video này kết thúc ở đây nó hơi làm nhàm hơi sàn xí một tí, tại vì cái này nó hơi bị từng trải, tại vì khi các bạn thấy đó khi bắt đầu càng những video mà càng về sau nó càng phức tạp hơn thì mình suy nghĩ nhiều tại vì mình đau đáu tức là thế nào nhỉ bản thân mình thì mình không có giỏi vào âm nhạc không hỏi tất cả mọi thứ nhưng mình mong muốn chia sẻ các bạn tất cả những thứ mà mình có tại vì mình không giỏi nên mình không thể làm nhạc hay mình không giỏi mình không thể tạo ra những tác phẩm tốt mình không giỏi mình không thể viral nhưng mà mình hy vọng là các bạn có thể viral vì thế mình hy vọng là các bạn sẽ có kiến thức tốt để phục vụ cho công việc của bạn đang tốt rồi nó càng tốt hơn nữa nó càng tốt 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 hơn nữa và video này kết thúc ở đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung lần sau cảm ơn các bạn